Rồi, Duyên xin chào các bạn ha. Thì hôm nay Duyên sẽ đi nghiệm thu kết cấu thép dầm sàn mái của nhà cấp 4 Mai Nhật. Thì như các bạn thấy ở đây rất là nhiều cây cối ha. Thì ở đây là ở miền quê chứ không phải ở thành phố các bạn. Miền quê yêu dấu và chủ nhà xây một cái căn nhà nhỏ xinh để sinh sống ở đây các bạn ha. Thì mình nói sơ qua về kết cấu thép dầm sàn mái như thế này. Thì dầm chính của mình có kích thước 200-300 và thép 4 cây phi 16 trụ lực và tăng cường ở gối và ở bụng thêm một cây nữa là trên một mặt cắt, thì chúng ta sẽ có 5 cây phi 16 trụ lực chính. Thì thép chúng ta sử dụng là thép Việt, thép Hòa Phát các bạn ha, thép Hòa Phát này. Đó, và sàn mái thì chúng ta đi phi 10, khoảng cách là A220, đi hai lớp, đi liên tục các bạn ha. Và sử dụng cái con kê bê tông để phân biệt hai lớp, lớp trên và lớp dưới. Đây là cái con kê cho lớp trên, đó, làm việc cho khu vực thép trên và thép dưới, thì không cho ăn vào cái sàn này, nó sẽ bị cháy thép các bạn ha. Đổ sàn thì chúng ta nên mua những con kê này để đặt rất là nhanh và đúng với kết cấu, đúng với làm việc của thép. Ở đây có cái diện tích của sàn mái là 185m2 và khu vực sàn phụ có diện tích khoảng 25m2 nữa, thì tổng cái sàn mái ở đây khoảng hơn 200m2. Và khu vực diêm Mai Nhật thì độ vươn của diêm Mai Nhật là khoảng 60 và sau này mình đắp chỉ ra khoảng 65 là vừa đẹp các bạn ha. Hệ thống điện đi sẵn này, hệ thống điện đi sẵn, có đèn diêm mái cũng đã đi sẵn rồi ha. Đó, cũng đi sẵn như này. Ở đây chúng ta thêm những cái sắt rẻ quạt như này để tăng cường cho cái diêm mái ha. Ở hiện nay kết cấu thép dầm sàn mái sử dụng cho nhà cấp 4 Mai Nhật là cái xu hướng mình thấy rất là nhiều ha. Xu hướng ưa chuộng cái hệ kết cấu cũng như là hệ kiến trúc nhà cấp 4 Mai Nhật hoặc là Mai Thái, nhất là ở các miền quê ha, rất là hợp lý. Ở miền quê thì chúng ta đất rộng không cần mà lên tầng đâu, chúng ta chỉ cần cái diện tích rộng rãi và có cái hệ mái thật là chắc chắn và mát mẻ, thì khi mà chúng ta sinh sống hay là sinh hoạt thì rất là thoải mái các bạn ha. Rồi thì có một cái hệ kết cấu dầm sàn mái cũng đơn giản như vậy thôi. Thì Duyên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.